và gia đình của tôi hôm nay, thì tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Phạm Đăng sẽ báo cáo chủ đề đầu tiên, đó là hiện trạng của bệnh viện suy tim tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Chăm sóc nội trú, sau đó được tư vấn theo chương trình, bệnh nhân là nhân sẽ được tư vấn nội
điểm mà thì đa số các nghiên cứu bản thân mình đối tượng là trường tốt và chưa tiến hành chương trình bệnh sinh viên nên trong chúng ta thấy được tỷ lệ bản thân bị bệnh tử vong và thời điểm 30 ngày, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng trở thành 1 năm còn cao. Đây là một cái nghiên cứu tổng hợp của OECD và đây là một cái nghiên cứu tiên cứu quan sát trên 211 trung tâm tim mạch ở châu Âu và được thực hiện vào tháng 5 năm 2011 đến tháng 4 năm 2013 trên 5 tốt thì